ở Việt Nam mình á, người mà có 1.000 tỷ rất nhiều, nhưng mà người có một cây này chỉ có duy nhất một anh có thôi. Thì thành ra cái giá của nó đó, cái giá của nó là tại vì mình muốn bán thì mình mới nói 60 tỷ. Chứ gặp ở Việt Nam mình á, người mà có 1.000 tỷ rất nhiều, nhưng mà người có một cây này chỉ có duy nhất một anh có thôi. Thì thành ra cái giá của nó đó, cái giá của nó là tại vì mình muốn bán thì mình mới nói 60 tỷ. Chứ gặp ở Việt Nam mình á, người mà có 1.000 tỷ rất nhiều, nhưng mà người có ở Việt Nam mình á, người mà có 1.000 tỷ rất nhiều, nhưng mà người có một cây này chỉ có duy nhất một anh có thôi. Thì thành ra cái giá của nó đó, cái giá của nó là tại vì mình muốn bán thì mình mới nói 60 tỷ. Chứ gặp ở Việt Nam mình á, người mà có 1.000 tỷ rất nhiều, nhưng mà người có một cây này chỉ có duy nhất một anh có thôi. Thì thành ra cái giá của nó đó, cái giá của nó là tại vì mình muốn bán thì mình mới nói 60 tỷ. Chứ gặp ở Việt Nam mình á, người mà có 1.000 tỷ rất nhiều, nhưng mà người có ở Việt Nam mình á, người mà có 1.000 tỷ rất nhiều, nhưng mà người có một cây này chỉ có duy nhất một anh có thôi. Thì thành ra cái